Hôm nay các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Điện Biên đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước đã về dự và phát biểu chỉ đạo. Chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đánh giá cao những kết quả tỉnh Hà Giang đạt được trong 10 năm thực hiện nghị quyết, đồng thời yêu cầu trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào cũng luôn phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, biên giới của Tổ quốc, luôn nêu cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu tỉnh Hà Giang cần gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bảo đảm quốc phòng an ninh ở phía bắc tổ quốc Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 tại tỉnh Quảng Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ghi nhận, đánh giá, biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 đại tướng phan văn giang đề nghị tỉnh quảng ninh tiếp tục quán triệt tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của nước bạn phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị phát triển Cũng trong ngày 14 tháng 3, tỉnh ủy Điện Biên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 10 năm trước, Điện Biên còn là tỉnh chậm phát triển, đời sống người dân vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, tình trạng lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, tuyên truyền thành lập nhà nước riêng, tình trạng di cư tự do diễn biến khá phức tạp song nhờ thực hiện đồng bộ các nội dung nghị quyết điện biên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác xây dựng đảng bảo vệ đảng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kinh tế xã hội phát triển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh kết hợp giải quyết tốt các vấn đề xã hội từ đó tạo sức mạnh tiềm lực xây dựng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân thượng tướng lê huy vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng đề nghị thời gian tới điện biên cần tiếp tục coi trọng xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh thống nhất các tiềm lực chính trị kinh tế văn hóa xã hội tiềm lực khoa học công nghệ trong xây dựng tiềm lực chính trị